Mọi người ơi, Vi bị mất Facebook rồi, nên mọi người add lại nick Vi nhé. Nick chính của Vi bị mất rồi, nên thành ra là sao ta, có nghĩa là nếu mà Vi kháng cáo cái Facebook chính á, thì là cái Facebook mà Vi đang livestream nè là nó sẽ bị mất. Nên thành ra là nếu mà mọi người thương Vi á, thì ở trên cái livestream này Vi có tag tên một cái nick nữa, cũng tên là VTMe luôn. Đó, nên mọi người add cái nick VTMe mà Vi tag trên livestream được không? Được không ạ? Xin chào mọi người. Mọi người có nghe Vi nói gì không ạ? Là cái nick, tại vì á là Vi phải mở cái nick Facebook chính lên á. Xin chào Trầm Lặng, xin chào Gia Thịnh, xin chào Đào Trọng Như An. Cái nick VTM mọi người thấy không ạ? Tại ở trên đây Vi có tag một cái VTM nữa. Vi có tag một cái VTM ngay trên livestream luôn. Đó, thì cái nick đó là cái nick phụ. Có nghĩa là tại vì không biết bạn nào chơi ác á, chơi report Vi á. Chơi thì bật Vi á, có nghĩa là nếu mà Vi mở cái nick mà Mai Xuân Thúy Vi lên, nick chính của Vi mấy trăm ngàn follow á, thì là cái nick mà Vi đang like là nó sẽ mất luôn. Xin chào Lemon, xin chào Hồ Nhật Phong, xin chào Huỳnh Đạt, là nó sẽ mất luôn. Nên chính vì vậy Vi phải tạo ra một cái Facebook phụ mà Vi tag ở trên đây. Nên mọi người add ở trên đây hộ Vi nha. Chơi ác quá à, cứ bị ai report hoài. Bữa giờ hả là Vi tạo gần 10 cái nick rồi đó, mà cứ mở ra là bị report, cứ mở ra là bị report, nên đang đau lòng quá, không biết giờ sao. Không biết khi nào mà nick chính của Vi mới về luôn. Buồn quá. Xin chào Đạt Lê, xin chào mọi người. Có nghĩa là Facebook bắt Vi được chọn một trong hai Facebook thôi, mà Vi phải chọn Facebook kia chứ, tại vì Facebook này có 20 mấy ngàn follow à, còn Facebook kia là đến 100 mấy chục ngàn follow lận, nên thành ra là phải chọn Facebook kia chứ. Đấy, mà nếu mà mở Facebook kia lên là chắc chắn Facebook này sẽ bị đóng. Chính vì vậy là mọi người vui lòng add cái mà Vi tag ở trên đây á. Vi có tag một cái nick mà Vi mới vừa tạo luôn, một cái nick mới vừa tạo ở trên đây, tại vì lỡ mà một ngày nào đó mọi người không thấy Vi xuất hiện nữa cả hai nick thì mọi người hãy kiếm Vi bên nick đó nha. Tại vì một nick là đã bị hacker lấy rồi, còn nick này thì cũng chuẩn bị Facebook đóng luôn, nên run quá. Có khi nào xong cái like này thì lại bị nó report tiếp không ta? Nè, bây giờ Vi ngồi Vi add mọi người luôn nè, nên mọi người cứ add Vi đi, giờ Vi xác nhận nè. Khổ lắm mọi người ơi, hồi nãy hả, mới tạo lên hả, không dám để tên VTM luôn, không dám để avatar luôn, tại sợ bị report tiếp. Không biết nữa, bạn nào ghét á, cái hack. Người ta thích hack thì người ta hack thôi, chứ biết sao giờ. Xin chào mọi người. Đúng rồi, với lại à, ừ chắc là do ăn ở. Không biết nữa, ăn ở sao mà bị mất luôn. Bữa giờ nhờ quá trời người luôn mà vẫn chưa ai lấy lại được Facebook cho Vi hết. Đó, giờ Facebook nếu mà Vi có bị mất á thì tầm khoảng 2-3 ngày là Vi lấy về được à. Lần này mất Facebook cả một tuần luôn. Trời ơi, đi du học nữa chứ. Giờ này ốm hả? Đúng rồi, giờ này Vi đi quay. Đúng rồi, sắp tới là đóng phim điện ảnh chung với Pháp TV. Mọi người có ủng hộ tôi không? Có
ủng hộ tôi không? Ai ủng hộ lên số 1 cho tôi mừng coi. Lâu, hình như này là lần đầu tiên like nick này luôn á. Lần đầu tiên live stream nick này luôn á. Rồi, với lại tính báo với mọi người luôn. Hoa ơi, Hoa ơi, hôm nay Hoa, em có ở đó không? Không, chưa, chứ chưa có lấy được nick. Có nghĩa là chị sợ là nếu như cái nick chính chị mở lên là nick này chị sẽ bị đóng lại. Mà chị sợ đóng lại coi như là không có ai liên lạc được với chị á. Nên thành ra chị mới tạo thêm một cái nick phụ nữa tên là Vitimi mà chị tag ở trên đây nè. Tag ở trên đây nên nếu như mà bạn nào mà muốn add nick kia thì add nha. Rồi tính nói bé Hoa là chị có gửi ba cái áo ở bên em á. Mà tại hôm nay mẹ chị bệnh nên chị không có đi qua bên em được. Nên chắc mai nha. Ngày mai chị qua chị like. Mai chị qua like. Có gì mọi người ép cái nick mà viết tác ở trên đây đi nha. Với lại không biết là Facebook của Vi á, có bạn nam hay bạn nữ nào mà hay đi quẩy không? Có bạn nam hay đi quẩy không? Tại vì sắp tới là Vi về Vi làm ở cái lao tên là Chill Garden ở ngay Nguyễn Công Trứ á. Nên không biết các bạn nào đi quẩy không? Em hả Hoa? Ok, vậy hôm nào đi lên lao của chị nha. Không, Chill Garden ở ngay quận 1 á mọi người, ngay 180 Nguyễn Công Trứ. Nên Vi làm bút bàn ở đó. Nên nếu như mà bạn nào muốn lên gặp Vi thì cứ bút bàn rồi lên gặp thôi. Hoặc là lên ủng hộ Vi cũng được, chẳng hạn như vậy. Trời, khen hoài à, em biết em đẹp rồi. Nè, đang tính nói là mấy bạn nam hay mấy bạn nữ nào mà có Rồi em, cái nick chính của chị là lần này bị nặng lắm em. Tại vì chị đã nhờ đến ba hacker nổi tiếng nhất rồi mà vẫn chưa về. Cuối cùng là chị đang nhờ một anh ở ngoài Hà Nội mở cho chị. Và anh đó mới vừa kháng cáo ngày hôm nay thôi. Nhưng mà tinh thần là có thể nếu nick kim mà mở ra được, hiểu không? Có nghĩa là chị vừa bị mất hết ID nè, vừa mất số điện thoại, rồi vừa mất password luôn. Nói chung là mất hết, mà đã vậy còn bị report mạo danh nữa. Có nghĩa là nếu như mà mở được cái Facebook đó lên thì là nó vẫn chưa thuộc quyền sở hữu của chị, mà thằng hacker nó vẫn còn đang giữ. Đấy. Nhưng mà mở Facebook đó lên là sẽ mất Facebook này. Tại vì Facebook rất là chó, nó biết chị sử dụng hai Facebook nên nó chỉ cho chị chọn một trong hai thôi. Ngày hôm bữa chị kháng cáo cái Facebook chị đang like nè, cái nó đóng cái Facebook kia lại. Nên bây giờ nếu mà chị kháng cáo cái Facebook kia là Facebook này sẽ bị đóng. Đó. Đấy, nên thật ra là nó rất là chó đẻ như vậy. Nên là nếu như mà cái Facebook kia mở là vẫn thuộc quyền sở hữu của thằng hacker, chứ chưa có quyền thuộc quyền sở hữu của Vi. Nên thành ra là Vi sợ là Vi sẽ mất luôn hai cái Facebook. Nên bây giờ Vi đang lặn lội là Vi nhờ mọi người add lại cái nick mà Vi đang để ở trên đây nè. Cái nick Vitimi mà Vi đang ấy ở đây nè. Đó, nick Vitimi Vi để trên đây là cái nick Vi mới vừa tạo luôn. Thật ra là Vi không biết là ai chơi ác với Vi. Mà hả, mọi người có biết là từ ngày hôm bữa bị hack Facebook cho đến ngày hôm nay là Vi tạo tổng cộng là 15 cái nick Vitimi và 15 cái mail của Vi. Nhưng mà vừa lên tầm khoảng 30 giây là bị report mạo danh. Lừa lên 30 giây là bị report mạo danh. Nên thành ra là Vi không dám tạo nữa. Và Vi ngồi Vi khóc, khóc gần 2 ngày trời. Tại vì tưởng là hết được dùng Facebook được nữa luôn rồi. Ồ, bữa giờ hả, ngồi khóc như một con chó dại. Mọi người ơi, mọi người add Vi nha. Tại vì Vi đang on laptop bằng cái nick kia. Nên Vi sẽ accept mọi người bằng nick kia nha.
Bây giờ mọi người biết Vi sợ đến mức mà Vi không dám để thông tin cá nhân của Vi ở trên cái Facebook kia luôn. Tại vì sợ lỡ mà để thông tin cá nhân giống rồi nó lại report nữa. Nên thành ra là Vi đang rất là sợ. Giống như kiểu cảm tưởng là mình không được chơi Facebook nữa. Meo meo. Ồ, đó thì mong là mọi người hiểu giùm Vi. Rồi với lại thông báo luôn là nếu như mà bạn nam hay bạn nữ nào mà thích đi quẩy á, mọi người mà hay đi kiểu deep garden hay là xinh xinh hay là các kiểu vậy đó, thì mọi người follow Facebook Vi nha. Tại vì Vi sắp về làm cho chill garden á. Nói chung là cũng là kiểu lao, nhưng mà lao nhẹ nhàng, lao gần MV, gần MV Club, nên địa điểm sống ảo hơi bị đẹp luôn, thích hợp với mấy bạn nữ thích chụp hình hay mấy bạn nam muốn nhẹ nhàng lên đó là gió lùa bao mát luôn. Nên mọi người có gì mọi người ép nít đi nha. Đợi Vi xíu nha, Vi đang đang ấy Facebook lại nè. Đúng rồi, quẩy các kiểu con đà điểu. Thì tại vì là cái số điện thoại của Vi thì Vi không có dám công khai. Nên là bây giờ đang đang tính đi kiếm một cái số điện thoại đẹp đẹp để mai mốt còn post công khai lên Facebook để mấy bạn bút bàn nữa chứ. Chứ bây giờ số điện thoại Vi làm việc không dám công khai, tại nhiều bạn cũng chơi kỳ lắm, thấy để công khai cái bio bio gọi điện hỏi em mua đất không, em mua nhà không, mệt lắm. Hello, xin chào mọi người. Lâu lắm rồi đâu rap cho mọi người nghe đâu đúng không? Tại vì Vi hết làm CC Talk rồi. Ê, 3 giờ anh còn chưa ngủ. Từ về em biết bao nhiêu là cho đủ. Chả phải ngủ ấp phụ ngày ngủ đêm mơ. Nhưng mà anh lúc anh cũng như là thằng lâu quá không rap. Rồi đó thì thật ra là mọi người ép cái nick ở trên nha. Tại vì sắp lấy lại được cái Facebook chính rồi. Cố lên. Cùng với em trên một đoạn đường dài, trên một đường mình là nắm tay dù là đêm sáng mai. Chuyện anh nói đâu phải ngày một ngày hai, nhớ đến em gật đầu mềm mềm mèo mãi mãi. Chuyện để em remix lại sẽ lên luôn. Bay bọc chẳng còn chật trội, chẳng còn hay dập khuôn. Lại đại nói nhỏ, em là cái gì để cho anh phải nói ở mặt thì ngáo ngáo, điệu cười thì ngơ ngơ. Mọi người không hiểu hả? Có nghĩa là ngày hôm bữa người ta không biết bạn nào ác lắm report là cái Facebook này của Vi, mạo danh cái Facebook chính của Vi đó. Nên thành ra là khi mà Vi mở cái Facebook này lên thì cái Facebook chính sẽ bị mất. Lý do là Facebook nó đã biết là nó đã biết là Vi là chung chủ của hai cái file đó rồi, nên thành ra là bây giờ là Vi chỉ được chọn một trong hai thôi. Mà cái file kia của Vi á thì là đến 120 mấy ngàn follow lận, cái file này có 20 mấy ngàn follow à, nên thành ra là phải chọn cái file kia chứ ai ngu chọn cái file này đúng không đó. Nên thành ra là nếu mà chọn cái file kia ấy thì là cái file này nó sẽ bị mất vĩnh viễn luôn, có nghĩa là bị Facebook đóng. Là coi như là Vi mất tiêu 20 mấy ngàn follow của Vi đó. Nên thành ra là mới kêu mọi người là ép lại giúp Vi đi. Hello, xin chào mọi người. À đúng rồi, hồi nãy Vi kêu mọi người là ép cái file kia của Vi đúng không? Hồi nãy Vi có post một cái status là ép Facebook kia Vi mới vừa tạo đúng không? Là tầm đúng 3 phút sau là cái Facebook đó nó bị report tiếp, bị Facebook đóng lại luôn, không cho mở ra nữa, là coi như là mất thêm một cái mail của Vi nữa, hiểu chưa? Có nghĩa là bữa giờ là Vi đã tạo 15 cái Facebook phụ nhưng bị report đủ 15 cái, rất là dã man luôn.
nên mọi người, thành ra là mọi người anh bớt tội đi, anh ép cái Facebook mới này của em đi, cái Facebook mà em tag ở trên đây nè, bớt nhây đi. Ừ, tội vi quá, biết tội tôi hả? Tôi đáng là đau lòng luôn, coi như là đúng kiểu làm lại từ đầu á, ham mấy ngàn follow. À đúng rồi, hồi nãy em có nhắn cho cái anh gì đó, cái anh gì, cái ông gì mà hôm bữa anh đưa nick cho em ấy, ông gì ở ngoài Hà Nội ấy, mới nhờ ổng mở sáng giờ ổng hành em cả buổi. Hacker số 1 Việt Nam là ai nhỏ? Yêu thương kia giờ là nỗi đau, nơi căn phòng ai. Ồ, đúng rồi, em sáng giờ ổng hành em cả buổi, ổng bắt em chụp gần 100 tấm hình. Để em mời mình nhờ mở thử. Khổ lắm. Không có báo giá, chỉ kêu là mở giùm em thôi. Là cả khoảng trời trong em. Thấy sức mạnh của em chưa? Cứ giỡn vậy thôi chứ em hỏi thì không có nói, chỉ kêu là mở được trước đi rồi tính sao. Thiệt hả? Chắc không? Để một hồi em hỏi giá ổng lại lần nữa nha. Anh đừng có nói gì hết trơn á, để em nói. Đừng để thời gian bên nhau là thói quen, cạnh bên nhưng rất xa xôi. Giấc trong tim cứ thế phai đi, lạc nhau ta đâu có hay. Không phải là mở chứ là gì? Gì? Sau này em pha hai màu. Anh muốn sở hữu một đôi môi như em, anh sẽ tốn tầm khoảng 1 triệu. Em pha hai màu, một màu đó chính là 3C. Cây này thì trị giá chỉ có 350.000 thôi. Và một cây Sansu Emerald chai này trị giá là 720.000. Hai màu em pha lại thì anh tầm khoảng 1 triệu mấy. Nếu mà muốn tặng bạn gái thì mua combo nha anh. Giọng chị vẫn hay hả? Không, sau này chị gác kiếm rồi em. Lâu lắm rồi chị không hát nữa. Chị như một con vịt đực vậy đó em ơi. Đang bệnh rồi chứ. Mọi người đã ép Facebook kia của Vi chưa? Vi đang đợi mọi người ép đây mà sao mọi người chưa ép nữa? Em hát bài nghe chơi á hả? Bài gì vậy? Em hát là mọi người đi ngủ luôn á. Mọi người ơi, ép cái nick mà Vi tag trên đây đi nha, nick Vitamin nha. Vâng, nick em đai luôn rồi, lấy về không được. Ăn cơm má nấu. Trời, giờ này hát bài Tự Bạch quên rồi, không có nhớ. Thấy lông mi Vi dài không? Xuất sắc không? Chờ
Trời, cũng hên là cũng hên. Hôm nay rất là nhiều người có tâm đi vào, chị bảo là ừ Vi hát một bài nghe chơi, Vi hát đi chứ không có đứa nào bắt tôi nhảy. Trời má ơi, tính ra là mọi người vẫn còn thương em ha, không có ai bắt em nhảy hết, hạnh phúc vãi. Cái nick này của em á, hình như là 20,000+ follow, hay là những người mà add em bên nick này á, là hồi xưa lúc em làm CC Talk là mọi người mới biết nick này. Cô ba chú bảy đang ngồi chơi ở bàn bên, Tân Lan hai họ đang ngồi bia ở bàn trên. Hay mình cưới nhau đi anh, cưới nhau đi anh, hay mình cưới luôn trong đêm. Để tao nói cho tụi mày nghe, tụi nó dính bầu tụi nó mới cưới, đừng có mong là cưới. Ông thầy bói ông cũng đã nói thằng này tuổi thân con kia tuổi tí, qua sang năm nó làm tiền tỷ, trong tay nó cầm nhiều đô la Mỹ. Nắng hồng ban mai chiếu sáng hết con đường, hôm nay là ngày tốt anh với em cùng lên phường. Nhất cái tay ký cái tên coi như là trung dương, nhị bé cao đường phù thê vào phối, qua sang năm ba má có cháu, yêu là phải cưới. Sớm của anh là sớm dừng chơi, của em là em là sớm biển khơi, nên vì thế em đừng nói đen, anh chịu trách nhiệm trên mọi cuộc chơi. Tuy chỉ cao của anh có hệ nhưng em chịu là em có gian, chơi ngày mai bình minh lá vàng anh đứng. Em ơi em có bằng lòng, vì ngoài kia nhiều đang người hóng, em là lạng quạng coi chừng ế chồng. Đậm đà chất phát tình yêu mùi mắm nhỉ, mặt nhăm nhăm. Trời má, bớt đi ông nội. Ủa em xin lỗi anh, già thì nó cũng mặn mà theo kiểu già. Chị ba em mất nết rồi, chị ba nết kia bị hacker lấy rồi. Ba về chứ ba. Ba về chưa ba? Em ơi em đừng nên đánh số, lo cho tương lai của con chúng mình em mà ca chơ. Tân không chịu giúp à? Chị ơi. Rồi mới về tối luôn hả? Đúng rồi, Tân Tân hại giờ mất nước luôn rồi. Chị thấy cuộc đời em nghiệt ngã không? Sao vậy Tân kìa? Đó, đến giờ chị thấy chưa? Chị đừng có nghe lời Tân nói đó chị Bo ơi. Em đang hay hả? Trời ơi, bả comment một câu mà thiệt xuất sắc thiệt luôn á ba. Tân đang tỉnh hay đang bê? Tân đang giỡn hay dân chơi? Giỡn hay dân chơi? Hôm nay tôi một mình trên phố đông, nơi anh đèn soi sáng long lanh. Lạnh lắm không chị? Trên đó lạnh lắm không chị? Vì chắc em hôm nay không biết là thứ hai hay thứ ba em lên Đà Lạt. Mà lên không biết có ai dẫn chị đi chơi không. Nếu có ai dẫn đi chơi thì em sẽ lên sớm. Còn không ai dẫn đi chơi thì đến ngày đó em đi quay xem đi về. Lạnh lắm hả? Tối mặc đầm được không? Hay là phải mặc quần? Bánh bông lan chứ ăn chưa? Chưa ăn thì ăn hết đi nha Bo. Trời, mấy năm rồi không gặp Bo kìa. Xuất sắc thiệt. Chỉ hôm nay thôi,
hôm nay tôi buồn. Rồi mấy bài này buồn quá à. Nghe em nghe mấy bài buồn cái nhớ tới Facebook của em lắm nên thôi em không nghe nữa. Mọi người ép nick kia của em chưa? Nick mà Vi tác trên đây nè. Nhưng mà thời trang vang thời tiết thì không sao hả? Nghe sợ quá. Tôi là ngoài giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Tôi trở thành mình mẽ. Sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Bớt thả dê nha Tân ơi. Giang tay ôm lấy tôi vào lòng, cho tiếng cười trong mắt được vang vọng cô đơn một lần rồi khỏi những khoảng trống. Mấy niềm tin của nắng đã u ức để chờ cảm xúc tìm về năm mặt sống. Để nó buồn thôi đám với màn đêm sương trên khóe mi. Ngày mai tôi ngừng động chị một lần thôi. Cho sự ưu đuối hôm nay tôi đợi mong. Người lạ ơi, người đến an ủi tâm hồn tôi được không? Người lạ ơi, xin cho tôi mượn bờ vai. Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá. Người là ai? Mất luôn rồi. Người là ai? Xin hãy ghé mua giùm tôi một liều quên lãng để tôi thanh thản. Người là ai? Mẹ. Sắp về làm cái lao rồi. Mọi người mai mốt ai muốn gặp Vi thì cứ bút bàn lên lao mà gặp nha. Chơi vơi mệt mỏi, tâm hồn thì mong manh. Không cần người phải quá sâu sắc, chỉ cần mà vài người thủ rộng. Chân thành tự dẫu sau mộng mắt, cùng chia sớt những nỗi sầu mênh mông. Cho trái tim yêu đuối được nghỉ ngơi. Cõi lòng hoảng sơ hôm nay thôi dậy sống. Một người với tôi vậy là đủ. Những thứ còn lại chẳng quan trọng. Một người không bao giờ nhắc qua quá khứ không. Ủa ở đâu rồi ta? Lòng bao dung mà tất cả thương cảm dù biết chẳng thể cùng đi hết ngày mai. Cứ nhẹ nhàng bình yên như mây trôi. Cảm xúc không cần phải ngay lối. Lắng nghe mọi người ơi, thôi giờ em nhắc lại lần nữa xong rồi em ao nha. Là nick Facebook của em sắp bị mất rồi nên thành ra là mọi người thương Vi thì ở trên đây Vi có tag một cái tên là Vi Timmy ở ngay trên cái livestream Vi luôn. Nên ai thương Vi thì cứ add Facebook đó xong rồi Vi sẽ accept nha. À, còn Facebook này thì nếu mà mở được cái Facebook chính thì Facebook này có thể mất. Nên tốt nhất là một ngày nào đó mọi người không thấy Vi nữa thì mọi người cứ việc bấm vào Facebook đó nha. Rồi Vi out đây. Bye bye mọi người.